Xin kính chào quý vị khán giả. Bích Huân rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Quốc hội mới đây đã chính thức thông qua luật căn cước và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Một điểm đáng chú ý, trong luật căn cước có điểm mới quy định về căn cước điện tử. Căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Theo quy định, mỗi công dân việt nam được cấp một căn cước điện tử căn cước điện tử gồm danh tính điện tử số định danh cá nhân họ tên ngày tháng năm sinh giới tính ảnh khuôn mặt vân tay cùng với đó là một số thông tin cá nhân khác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước ngoài ra căn cước điện tử có thể được tích hợp các thông tin như thẻ bảo hiểm y tế sổ bảo hiểm xã hội giấy phép lái xe giấy khai sinh giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do thủ tướng chính phủ quyết định Căn cứ điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào căn cước điện tử của người được cấp căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác, nếu phát hiện sự khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử, thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử đáng chú ý căn cước điện tử sẽ bị khóa khi người được cấp căn cước điện tử yêu cầu khóa hoặc vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia hoặc bị thu hồi bị giữ thẻ căn cước hoặc qua đời hoặc có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng trường hợp căn cước điện tử được mở khóa khi người được cấp căn cước điện tử yêu cầu hoặc đã khắc phục những vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia hoặc được trả lại thẻ căn cước hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, căn cước điện tử là một nội dung mới được điều chỉnh trong luật. Trong quá trình xây dựng luật căn cước, một số ý kiến đề nghị quy định rõ theo hướng căn cước điện tử cũng là căn cước, có phạm vi thông tin như nhau, chỉ khác về hình thức thể hiện. Nếu hệ thống cơ sở dữ liệu hạ tầng thông tin tốt thì việc dùng căn cước điện tử sẽ thuận lợi cho người dân và không cần đến thẻ căn cước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, thẻ căn cước và căn cước điện tử là hai hình thức thể hiện khác nhau, đều chứa đựng thông tin về căn cước của công dân. Trong đó, thẻ căn cước được thể hiện dưới dạng vật lý là thẻ nhựa, còn căn cước điện tử là thông tin về căn cước của một người được thể hiện dưới dạng điện tử trong tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Căn cước điện tử được cập nhật liên tục thông tin của công dân nếu có sự thay đổi. Bên cạnh những thông tin cơ bản bao gồm những thông tin thể hiện trên thẻ căn cước, căn cước điện tử được bổ sung một số thông tin khác nhằm phát huy tối đa tiện ích và giá trị của thẻ căn cước trên môi trường điện tử để phục vụ tốt hơn nhu cầu giao dịch của người dân. Tuy nhiên, để áp dụng đồng bộ, thống nhất căn cước điện tử của người dân trên phạm vi cả nước, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan tổ chức cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa. Do vậy, quy định về căn cước điện tử là chính sách được đặt ra với mục đích hoàn thiện theo từng giai đoạn đến năm 2030. Trong thời gian thực hiện các mục tiêu đề ra, việc sử dụng song song hai hình thức căn cước điện tử và căn cước là cần thiết trao đổi với phóng viên, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 thuộc Bộ Công an cho biết trong luật căn cước mới đây, được Quốc hội thông qua thì thông tin sinh chắc học sẽ được thu thập trong dữ liệu căn cước, gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói. Trong đó, với ADN và giọng nói là không bắt buộc. Đại diện Cục C06 nêu rõ sau khi dự luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thì người dân đang có căn cước công dân gắn chip đã được cấp vẫn còn hiệu lực sẽ không phải bổ sung các thông tin về sinh chắc học trên vào cơ sở dữ liệu căn cước. Người dân chỉ bổ sung các thông tin sinh chắc học bắt buộc khi tiến hành làm lại căn cước mới theo yêu cầu hoặc có những thay đổi về thông tin. Bên cạnh đó, các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp. Ngoài ra, trong 25 trường hợp thông tin thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thông tin về nhóm máu. Về thông tin này, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, luật căn cước không quy định bắt buộc người dân phải cung cấp. Thông tin này được thu thập thông qua chia sẻ dữ liệu về y tế qua cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo đảm lợi ích của người dân, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, bảo vệ sức khỏe. Trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Trần Ngọc Minh cho biết, điều 19 Luật căn cước quy định Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Luật bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi để bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của công dân, phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động của chính phủ số, xã hội số. Việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc. Việc bổ sung quy định này là bảo đảm tính khả thi khi đã có sự thay đổi về công nghệ thu nhận sinh chắc học của con người. Như đối với vân tay thì sử dụng bộ thu nhận vân tay điện tử thay thế cho sử dụng mục lân tay. Việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi cũng phù hợp với quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, hiện nay vẫn đang thực hiện cấp hộ chiếu, thị thực cho trẻ em mới khai sinh. Có chụp ảnh khuôn mặt và các quy định pháp luật khác có liên quan, tương thích với pháp luật của nhiều nước trên thế giới về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước. Điều 21, luật căn cước quy định công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời gian 2 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước theo quy định tại khoản một điều này có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ tiếp theo. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh lê tấn tới cho biết có ý kiến cho rằng thời gian qua đã có nhiều thay đổi về hình thức nội dung và tên gọi của căn cước vì vậy đề nghị cân nhắc về tên gọi của luật đồng thời đề nghị không đổi tên luật và tên thẻ thành căn cước tuy nhiên ông tới nói rằng qua thảo luận hầu hết ý kiến đại biểu và ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội đều đồng ý với tên gọi của dự thảo luật và tên căn cước đã được giải trình ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng việc sử dụng tên gọi luật căn cước thể hiện rõ tính khoa học vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng của luật vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số với việc tích hợp đầy đủ thông tin một cách khoa học trong thẻ căn cước cùng với hình thức phương thức quản lý số bảo đảm tính đại chúng việc đổi tên thành căn cước sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước có tính khoa học hơn phục vụ công cuộc chuyển đổi số kinh tế số xã hội số của chính phủ đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho người dân trong tham gia các hoạt động xã hội cũng như giao dịch về hành chính dân sự ngày càng tiện lợi ông tới cũng cho biết nội dung này đảng đoàn quốc hội đã xin ý kiến bộ chính trị và được bộ chính trị đồng thuận thống nhất cao về việc sử dụng tên gọi luật căn cước thẻ căn cước như chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy việc điều chỉnh tên gọi là luật căn cước và thẻ căn cước là phù hợp với mục đích quản lý và phục vụ nhân dân